các bạn đi mua máy tính và các bạn chọn cam màn hình, các bạn được cái chắc là các bạn chọn cam 3060T rồi, nhưng mà các bạn nhận rất nhiều các lời giới thiệu. Ví dụ như là đầu tiên là cái con rẻ rẻ này là con Duo, giá nó hơn 15 triệu thôi. Hay là thêm tí, cho thêm hơn triệu nữa chúng ta lấy con TUF 3 quạt mát hơn. Hay lên mấy 2 triệu gần 3 triệu cho thêm con Switch. Đỉnh cao công nghệ anh ạ. Mà thực sự các bạn bỏ ra thêm 3 triệu để cho cùng một con cặp màn hình có đáng không? Hay đây chỉ là chiêu trò marketing? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này. Hiện tại trên bàn mình ngày hôm nay chúng ta có 3 mẫu 3060T. Đầu tiên là con Duo, tên gọi đúng tên gọi nó hai quạt, tức là nhỏ gọn đáng yêu như này. Giá nó là 13 triệu 9, tức là gần 14 triệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái mẫu là TUF. TUF thì là 3 quạt và nhìn nó khá là hầm hố cục xúc và đèn LED thì nó vẫn không được nhiều như là cái con Switch, nhưng mà giá của nó hiện tại đang là 15 triệu 190 nghìn. Và tiếp theo nữa là phiên bản cao cấp nhất hiện tại và giá của nó là 16 triệu 790 nghìn. Đó là phiên bản Asus ROG Switch và cầm nó rất là nặng, rất là to, rất là đẹp, giống như mấy cái 3070, 3080 ngày trước review ấy. Và nhưng mà thực sự ba con này điểm tranh nhau ngoài về phần tản nhiệt tí nữa mình sẽ nói, thì tranh nhau về cái phần xung, tại vì xung mặc định của con Switch rất là cao, là 1890MHz, cao hơn con Duo hay TUF khá là nhiều. Nhưng mà cái mức xung này có thực sự cần thiết không thì mình sẽ thử một cái bài test bây giờ. Mình sẽ cắt đi cái phần tên cạc và phần nhiệt độ và xung để các bạn không đoán ra cả gì. Mình sẽ để thử chạy thử 3 clip xem là các bạn có nhận ra được đâu là chiếc 3060T Switch chiếc mạnh nhất bây giờ và đâu là chiếc Duo 3060T phiên bản giá rất là rẻ. Đây các bạn thử nhé. Và mình nghĩ là 90% các bạn không nhận được cái sự khác biệt giữa ba mẫu cạc này, còn lại các bạn sẽ là các bạn kiểu mắt tinh quá, các bạn nhận ra cái sự khác biệt về mức khung hình giữa ba con thôi. Và như mình đã nói từ rất nhiều những cái review trước ấy, là cái mức xung của cạc nó không hề quan trọng. Thật sự là kể cả khi bạn ép xung đấy, tối đa các bạn chênh khoảng 1 đến 2 FPS trong game thì nó thực sự không đáng mấy, và thực sự các bạn không thể nhận ra được cái sự khác biệt khi mà các bạn chơi game. Và nên là những cái mức xung các nhà sản xuất ấy, nó chỉ thực sự nó hữu dụng khi mà trên những mẫu cạc cao cấp. Ví dụ như các bạn OC lên khoảng tầm 5% với những con 3060T này, nó chỉ thêm khoảng tầm rất là ít thôi. Thế 3% trên một con số cơ bản nó không cao như thế. Nhưng mà các bạn OC thêm khoảng tầm 3-4% ở trên những con cao cấp như 3080, 3090 ấy, thì cái lượng FPS các bạn thêm được khoảng tầm 4-5 FPS. Thì nó gọi là 4-5 với 10 FPS cơ, nên nó rất là nhiều hơn so với các tức là lượng hiệu năng các bạn có được nó nhiều hơn so với cả bình thường rất là nhiều. Chứ còn những mẫu 3060T như này thì việc ép xung tốn thời gian, thứ hai nó chẳng đem lại hiệu quả gì cho các bạn đáng để dùng cả. Và vì vậy tại sao chúng ta có sự chênh lệch giữa ba mẫu này, ngoài việc mà các hãng họ sẽ phải dùng những cái GPU tốt hơn để có mức xung cao hơn, đấy là việc lựa chọn chắc chắn rồi. Thứ hai đó chính là phần tản nhiệt. Thì đầu tiên là trên con Duo này này thì các bạn sẽ có là hai quạt, các bạn sẽ có đèn LED tí đẹo ở đây này, các bạn sẽ có một cái bo mạch rất là ngắn và nhìn chung thì nhìn nó không hầm hố và đủ cho các bạn dùng cắm để chơi thôi, và cũng không phải gọi là một quá đẹp để các bạn có thể gọi là mở ra gọi là show off để cho các bạn bè thấy cả. Tiếp theo đến TUF, thì TUF năm nay thì Asus mình nhìn thì đẹp hơn năm ngoái tí, và cắm vào nhìn nó cũng ba quạt hầm hố to nạc dài, và nhìn thì nó cũng đẹp hơn phiên bản Duo một tí và xung nó cũng cao hơn một chút, và đặc biệt thì nó sẽ mát hơn, và nhiệt độ tí nữa mình sẽ nói. Và cuối cùng là cái phiên bản cao nhất hiện tại của Asus bây giờ là Switch, thì trên 3060T này chúng ta cũng có một con cạc ba quả này, chúng ta có đèn thiết kế đẹp chả khác gì 3080, 3090 mà cắm vào máy nhìn đẹp lung linh mê ly luôn, và nói chung là ai nhìn vào con này cũng thấy đẹp. Nhưng mà giá các bạn bỏ ra ấy cho con này là 16,8 triệu đồng, tức là cao hơn cả 3070 nhé.
Và mình nếu mà các bạn cần hiệu năng ấy thì con 3060T này các bạn có ép xung tẹt bô, ép xung đến mức nào nữa nó không bằng 3070 được. Nên là các bạn số tiền các bạn bỏ ra thêm 2.7 triệu chênh lệch giữa hai con rẻ nhất và đắt nhất này, nó chỉ cho các bạn đó chính là cái phần thứ nhất là cái phần tản nhiệt thì cầm nặng hơn, tí mình sẽ nói. Và thứ hai đó chính là phần hình thức. Hình thức thì con này đèn led rất là đẹp, đèn led nó có ở trên này này, và các bạn chỉnh phần mềm thì nó rất là ngầu. Và cái lợi ích của phiên bản cao cấp hơn ý, nó chính là về phần tản nhiệt. Khi mà cái nhiệt độ và hoạt động của trên con TOF này, con Duo này rất là cao, nó khoảng tầm 65 độ, 66 độ trên test band. Trong khi đó những con như con TOF hay là con Strix này nó chỉ rơi khoảng tầm 60 độ hơn một chút thôi. Và thứ hai đó chính là về phần ổn định nhiệt độ và xung. Thì xung của con Strix thì mình thấy nó xung nó ổn định nhất trong cả ba con. Tức xung nó luôn giữ ở mức rất là cao so với cái con TOF hay Duo, xung bị trồi sụt một cách nhìn thấy khá là rõ ràng. Và thứ ba đó chính là phần độ ổn. Độ ổn thì con quạt như của trên TOF như con Duo chỉ có 2 quạt thôi. Và chắc chắn là 2 quạt thì các bạn sẽ phải quay vòng quay cao hơn để giữ được cái mức nhiệt độ ổn định. Và trên con Duo này thì nó quay khoảng tầm là 2200 vòng một phút khi bạn hoạt động bình thường. Và trên con TOF này thì nó chỉ quay khoảng tầm 2001 thôi. Và trên con Strix nó chỉ quay khoảng tầm dưới 2001, khoảng tầm 2000. Mà trong khi đó mặc dù là tốc độ quạt quay thấp hơn, nhưng mà xung của trên Strix hay TOF vẫn cao hơn trên con Duo này khá là nhiều. Nhưng mà xung không ảnh hưởng lắm. Đấy, quan trọng đó chính là độ ồn. Khi mà quạt quay càng nhiều, càng to, càng mạnh thì cái độ ồn nó sẽ là càng cao. Nên là nếu mà các bạn thích yên tĩnh ý, thì những con như TOF hay Strix thì yên tĩnh hơn rất nhiều so với cả những con như Duo như thế này. Và thực sự ý, nếu mà để nói cho mình lựa chọn đâu là một mẫu cạc đáng mua nhất trong ba con như là con TOF này, con Duo hay là con Strix, thì nếu mà về hiệu năng, các bạn chỉ cần hiệu năng ấy, thì các bạn mua cho mình con Duo này. Tại vì cái hiệu năng chênh lệch giữa hai con cao nhất và thấp nhất vài phần trăm, tầm 3%, 4%, và mức chênh lệch khung hình kiểu vài khung hình một giây, thì mình nghĩ là các bạn không thể nào nhận ra được, và các bạn hoàn toàn có thể ép xung lên một tí nếu mà các bạn thích. Nhưng mà cái giá hoành các bạn bỏ ra được rẻ rất nhiều, thì con này nó chỉ có tầm 14 triệu, và con này là 16 triệu 7. 16 triệu 7 các bạn mua cho mình con 3070 đi, nó mạnh hơn rất nhiều. Các bạn sẽ chỉ mua con 3060T sở trích này hay là những con khác và sở trích ý, khi mà các bạn muốn tận hưởng cái công nghệ mới nhất của Asus. Tại vì giá các bạn bỏ ra nó cao thì các bạn được tận hưởng, thứ nhất đèn led này, các bạn tản nhiệt rất là mát, nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp so với các bạn nhìn này. Khi mà cắm một cây nhá, những Duo này nó bé hơn con Strix rất là nhiều và nhìn nó không hầm hố bằng. Còn lại nếu các bạn muốn hiệu năng trên giá thành thì những cái phiên bản giá rẻ như là Duo hay TOF là cái lựa chọn mình thấy là tốt hơn nhiều so với cả những cái chiếc dòng flagship như là chiếc Asus đây, như chiếc Asus Strix 3060T này. Và đấy là ý của mình. Còn các bạn nghĩ thế nào về việc lựa chọn giữa ba mẫu cạc 3060T mới nhất này, và cũng như là việc lựa chọn khi đi mua hàng, các bạn sẽ chọn những con cạc mà rẻ hiệu năng cao, hay là các bạn sẵn sàng các bạn chọn những con mà giá nó cao hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn bù lại các bạn hình thức đẹp, thì cho mình biết trong phần comment nhé. Đừng quên nếu mà cảm thấy video hay thì đừng quên like và subscribe kênh để nhận update mới nhất về các những cái sản phẩm mới về sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.